quán này nó chịu, chịu quán rất là xinh đấy. Sơn chị xinh yêu xinh gái chị ơi, thằng này lên quán cho em nhé. Wow. Hello, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của cậu nhé. Thì hôm nay anh em mình lại đi ăn đêm với anh em nhé. Thì hôm nay lại là một buổi mùa đông, giữa mùa đông rồi hơi lấp áp nhưng mà nó là mùa đông anh em ạ. Và một điều mùa đông này anh em nghĩ đi ăn thì ăn nướng ăn rồi này, ăn nem chua rán, ăn nem chua nướng ăn rồi này. Rồi còn món nào mùa đêm mà anh em nghĩ mà nó ngon không? Nghĩ mãi mình nghĩ là món đêm đêm anh em ạ. Đây nhá, đây chính là món đêm ốc. Anh em nào, ốc đêm đấy anh em, đúng không? Mùa đông là anh em đi ăn ốc đêm là gọi là hết bài luôn đúng không anh em? Ăn nướng này anh em đến những lít món mà ăn mùa đông gọi là tuyệt vời luôn đúng không? Đây là mùa đông này sẽ là ốc và lẩu và nước đấy. Nó mình ăn nướng đúng không? Mình sẽ là ăn ốc nhá. Ok, thì bây giờ mình vừa đến nơi xong rồi mình sẽ chuẩn bị xuống xe nhá. Đấy, hình quán không? Đấy, rất là đông. Đấy, bây giờ khoảng 12 giờ rồi đây. Anh em nhìn nhá, đây là khoảng 12 giờ rồi. Rất là vân quán trong phố rất là đông. Ok, giờ mình sẽ xuống xe và di chuyển vào ăn nhé. Ok, giờ mình sẽ đi vào nhé. Let's go, 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 go. Go nhiều quá. Đêm hôm này hơi lạnh anh em ạ. Gọi chưa? Uống rượu không hay uống bia? Này ăn thêm gì gọi? Không, mày gọi tao là anh. Cho em mày uống bia không? Có. Cho em có lái xe đâu mà sợ. Bình thường là lái xe đâu không sợ. Vâng. Rồi, xin chưa? Ngại à? Ngại à? Này ăn cái gì gọi đi? Nào. Kệ. Mắc gì con kệ cậu? Này à? Này à? Quay chị cậu ơi. Nên tay đưa. Này à, tôi quay cho em. Ui, cái lao răng kìa. Ui, cái lao răng kìa. Cái lao răng thì chạm lên hình. Đừng 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 động mày. Cậu như con điên đi. Có gì đâu mà lấy. Ngại, bình thường to mồm lắm mà. Sao máy gì đó? Kem, to mồm to mồm lắm mà. Cái gì? XR. Nem chua. Không, cá đừng có động, đừng có động. Máy quay. Nem chua. Mày đéo là mày bày. Mày quay không? Hả? Nem chua. Ngồi xin nhớ để tân tròn lên. Này, đang bánh đang mảnh ra mày quay. Này, giữa ăn đâu là con này. Bia. Con lấy thêm cả ngao. Em ăn cái đó. Kem ăn nhiều thế. Ăn tham à? Uống bia nhá. Uống hết rồi. Lâu lắm rồi uống bia. Bên cậu có từng đấy không? Đây. Sao vậy cậu? Chua nhá. À được cái ăn quả chua này ớt. Cái này là ớt cá thật đấy. Tí đêm mình. Này, con này tao ăn bữa tỏi. Ăn thử xem sao mẹ. Cay đấy. Cay nhá. Cay
em không ăn được đâu. Cay quá. Cá bò. Cảm giác là lạnh lạnh thôi. Có nước gì không bạn? Đấy, gọi nước ở trong đấy đi. Cầm... lấy gì? Đây. Cái đá. Thôi đi. Được. Được. Ngon mà. Nó được cái này ngao rất là to. Đấy. Muốn lấy con mấy con này lắm đấy nhưng mà khổ có được nhận tiền đâu mà. Nhận tiền đâu mà quán trả tiền lấy con này đi. Ngao to phết đây các bạn. Đấy, điểm cộng của ngao rất là to. Nó hơi nhạt nhỉ. Nó ngao thì hơi nhạt. Nước ngao đi. Ngao thì hơi nước ngao mà. Tổng qua là một vòng nhưng có những món gì nữa. Kia là có ốc này, bia này, nem chua rán này, cá bò này, nhìn thấy cá bò cạnh nem chua không? Khoai tây này, xoài này, bánh mì này, ngao hấp này, cút mỡ xào mỡ, ốc này. Đây là cút lộn xào xào mỡ tỏi các bạn. Đây khoai tây đường đây. Lần đầu tiên thấy món này. Cái đường ở trên. Đây là mỡ tỏi này. Nóng lắm. Okay. A few moments later. Ừ, ăn no quá anh em ạ. No quá phải ngồi thiền. No quá. Đêm mà no này đêm tối đi tí về là phải ngủ luôn em ạ. Chỉ có ông lại thôi. Hỏi ông ấy ông bảo không. Ông bảo chứ tôi có lấy đâu. Cái quán này nó chỉ thử quán rất là xinh thôi. Đây anh em này, quay anh em xem nhé. Đây chỉ thử quán đây. Rất là xinh luôn. Đấy, quán này ở... Quán này là địa chỉ bao nhiêu rồi chị nào? Hàng gì? Hàng giấy à? Ok anh em, trước khi tiếp tục video anh em mình cho mình xin đây mình chơi game mình kiếm tiền mình lát mình ăn uống anh em nhé. Ok, thì đây là con game Cao Nguyên 68 anh em ạ. Anh em xem này có sự kiện gì nhá. À, mỗi tuần có một sự kiện này, cùng chú đón tham gia để nhận được phần thưởng cực lớn này. Được bật mí lúc 23 giờ ngày 1 tháng 12 này anh em cùng chú đón tham gia nhé. Ngoài ra có liên kết này chia sẻ để nhận tiền này. Đấy, anh em chú ý nhận tiền free nhá. Ok. Thì đây là giao diện chính của con game Cao Nguyên này anh em ạ. Anh em nhìn thấy không? Đấy, có rất nhiều các tựa game khác nhau luôn. Đấy và giao diện rất đẹp luôn và là một trong những con game uy tín bậc nhất hiện nay anh em nhé. Ok, rồi mình sẽ hướng dẫn anh em cách nạp tiền nhé. Anh em chúc bên góc bên phải màn hình cách nạp tiền này. Các bạn đây. Và nó sẽ ra một bảng để cho anh em nạp tiền nhé. Rất là cách nạp siêu tốc, thẻ cào, mua bay, zalo bay, tao bay, quay bình kinh, đi bình kinh. Rất là nhiều cách nạp luôn nhé. Và nạp rất là nhanh chóng, 2 phút là có tiền anh em. Ok, thì giờ mình sẽ chơi con game bản mẫu cho anh em nhé. Mình chơi là game long hổ đi. Ok, thì đây là chính của game long hổ này anh em ạ. Thì giờ mình sẽ đặt ở bên hổ này 300 nhé. Đấy anh em ạ, con game này chơi rất là đơn giản thôi. Là thì anh em chọn bài bên nào như thế là bài bên nào to thì ăn thôi. Đấy, ví dụ như là bài này và quy đấy, quy ai to hơn ăn ngay đúng không anh em, tiền cộng lên nhanh chóng này đấy, tiền cộng lên nhanh chóng luôn đấy, rất đơn giản luôn nha. Ok thì giờ mình sẽ hướng dẫn anh em cách đổi tiền ra ngoài nhá. Anh em ấn vào chữ hoặc đổi thưởng bên trái màn hình này cuối cùng này vào đây đấy, hiện ra một bảng để cho anh em liên kết số tài khoản ngân hàng mình vào và rút tiền trong 2 phút là có tiền đấy anh em. Ok thì ngoài ra anh em nào tò mò tham khảo mình sẽ để link ở phần mô tả cũng như phần bình luận cho anh em tham khảo nhé. Còn giờ thì mình tiếp tục với nhau nào. Hàng chiếu ở đây là ngay đồ ngõ hàng chiếu. Đây rồi, đây rồi. Đây chủ quán rất là xinh luôn nhá. Anh em nào đến các người thử anh em nhá. Thôi đây, anh toán đi sơn đây. Anh toán đây. Đại giá sơn anh toán đây. Sơn chị xinh xinh gái như thế này. Chị ơi thằng này anh toán cho em nhá. Anh toán đây sơn.
Hai bánh sơn. Đây. Cái gì đấy? 741 đồng à? 741 tỷ à? Kinh đấy. 741 tỷ. Kinh đấy, cũng kinh khủng đấy. Ăn xong rồi là giờ anh em mình di chuyển nhá. Tóc dài quá anh em ạ. Chắc mình chuẩn bị phải đi cắt stop cái thôi. Dài quá. Let's go. Lên đường. Bảy tao em ạ. Gương mày nhìn đấy, gương về đêm mình sẽ mở cửa kính. Năm người nó hiện là năm người. Cái nào mở cửa em mở cửa kính luôn. Ở chỗ em ấy. Rất là vắng. Không có bóng ma nào. Kể từ khi anh em mình sợ bắt nhiều quá nên là những người dân chơi lên đây gọi là khá ít anh em ạ. Hầu như là không có bóng ma. Vắng nhá, sẽ quay ra anh em mình vào đường rất là vắng luôn. Ở dưới đêm mở cửa này mát hơn đấy, nhưng mà không có chỉ con vắng nhá, vòng là một vòng núi gươm này. Cầu Văn Miếu và lần tiếp theo nó là cầu Thăng Long anh em. Thằng này lúc này phản quốc rồi. Đây có quán nước này, mà trông cũng không ăn thua, trông cũng vắng lắm. Cái gì đấy? Hú. Sao ta hú không ý? Hết vòng được nghiêm đấy em. Hà Nội về đêm là vắng tanh. Như Sài Gòn về đêm là đông. Ok anh em, thì vừa về nhà xong anh em ạ. Ôi, mạnh quá. Vừa no đây anh em, no vãi trưởng luôn. Thì mình Hà Nội rồi chán lắm anh em. Thì Hà Nội không như Sài Gòn, bạn ở Sài Gòn nhé anh em. Ở Sài Gòn thì nó kiểu rất là đông vui, rất là buổi đêm. Còn anh em nào ở Hà Nội thì biết đấy, tầm 12 giờ đổ ra là vắng như chùa Bà Đanh luôn. Anh em mình quay anh em này vắng kinh khủng, kiểu chán luôn đấy anh em ạ. Lượn đi nhiều còn nó thì không có chỗ chơi luôn đấy, không có chỗ nào để đi luôn đấy. Kể cả bây giờ còn muốn đi tỉnh cả ngủ nữa, muốn đi đâu chẳng biết đi đâu cả. Kiểu nó vắng vãi, nó không có ma thì cũng anh em phải đi đâu chơi gì, khổ vãi trưởng. Có lẽ mình về đi ngủ anh em ạ. Ok thì cảm ơn anh em đã xem clip nhà mình nhá. Thì sắp tới mình sẽ có nhiều clip hơn về xe cho anh em nhá. Quay lại về clip xe nhá. Ôi, tắt mẹ đen rồi. Đấy, muộn quá, tắt bà đen rồi. Mình phải vào nhà để thay, để quay nút cho anh em này. Mẹ tối quá, tối quá, không quay rồi. Ok, má, cái đèn cảm ứng. Ok, thì có lẽ mình xin kết thúc clip này anh em ạ. Hôm sau mình quay thêm cho anh em nhé. Tối sắp tới sẽ dự định quay nhiều về xe cho anh em nhé. Má, cái đèn cảm ứng. Cảm ơn anh. Ok, thì xin chào anh em. Hẹn gặp lại anh em ở video sau nhé. Bye bye. Bye anh em nhé.